Rồi, vậy tụi mình thống nhất là ngày 20 tháng 11 sẽ qua nhà thầy họp lớp nha. Ok. Mà họp xong 7 năm rồi mà giờ vẫn còn nghiêm túc nha. Bớt nghiêm túc lại rồi đó. Ủa rồi còn hai tụi bay nữa, chừng nào cưới? Thì khi nào cưới sẽ gửi thiệp mời cho mày thôi, yên tâm đi. Trời ơi, nhanh nhanh lên, quen nhau 7 năm rồi, công việc cũng ổn định rồi, lo mà cưới đi. Chứ không quen nhau lâu quá chán đó. Bây giờ hỏi thiệt nè, ví dụ mà tụi tôi cưới mà đám cưới mà linh đình sắp sinh luôn nha, mời đi được nhiêu tiền? Trời ơi, giờ tiền bạc quan trọng gì? Quan trọng chứ. Chủ yếu là mình tình cảm là chính, tình cảm bạn bè 7 năm qua. Trời ơi, quan trọng lắm á, bây giờ mà đi phong bì dày dày là mai cưới liền luôn. Rồi, mấy bạn cứ đưa thiệp cưới đây, rồi mấy bạn sẽ biết tiền bao nhiêu. Thời bữa nay không quan trọng tiền bạc gì mấy bạn, chủ yếu tình cảm thôi. Ủa còn mày Linh, tao nghe nói thằng Tài ngày xưa nó theo đuổi mày mà. Tài nào? Không, tao không quen Tài nào hết. Trời. Mọi người có nhớ thằng Tài theo đuổi Linh không? Biết Tài. Trời ơi, giờ tao nghe nó BD rồi mày ơi. À, mình làm vậy là mình phải có trách nhiệm với nó, bản thân nó với gia đình nó luôn nha. Không, ơi, tao không làm gì mà hết. Mà sao mày nó quen con Linh ta? Mày làm không, gì không, quen Linh. Hai người bị mất niềm tin vào phụ nữ á. Xin lỗi mọi người nha. Nam có chút việc nên qua hơi trễ. Đơn giản mà, chạy chỗ này thôi. Ok, chỗ này cứ để Nam tính. Giờ là doanh nhân thành đạt rồi, chồng này là chuyện nhỏ. Làm ăn nhỏ thôi à. Tao cũng muốn làm ăn nhỏ giống mày lắm. Thì qua đây làm với Nam nè. Trời ơi, sao bữa nay đẹp trai, bảnh bao quá vậy. Trời ơi. Trời ơi, hồi xưa tao nhớ hả, nó bần bần, nó xấu xấu, nghèo. Tán con Vân nó đâu có chịu đâu. Trời ơi, bữa nay đẹp trai quá. Hả? À, xin lỗi. Ok. Ê mà xí, tôi ra nghe điện thoại cái nha. Alo, alo. Trời ơi, tao tưởng tượng hồi xưa hả, thằng Nam hả, nó bừng, nó xấu, mà nó học ngu nữa. Nó tán con Vân nó đâu có chịu đâu. Trời ơi, mà bây giờ hả, đẹp trai, bảnh bao, dễ thương, giàu có, xuất sắc luôn á bạn. Nghe nói quen gì tại VD gì mà phải không? Không, đừng. Đừng nhắc tới Tài nữa được không? Có một chuyện gọi gấp quá. Nãy giờ mọi người nói gì vậy? Ở nói Nam hồi xưa bần, tán Vân. Cái này đẹp trai. Công nhận ha. Ủa lớp trưởng, cái này lớp trưởng sao rồi? Hiện tại thì công việc tôi vẫn ổn. Đang làm cho một cái chương trình truyền hình về ô tô xe máy. Ồ, làm ô tô xe máy luôn. Làm gì chồng? Tôi làm biên tập ở trong đó thôi. Ê, cái phóng sự không mà ông đi đơn nguyên công chưa vậy? Dạ, sắp xong rồi. Ở gì kỳ ta? Là đừng nói là giờ ông làm sếp của lớp trưởng nha. Trời, tao nhớ hồi xưa thằng này học ngu nhất lớp luôn á. Đúng rồi, xưa hôm nay là học ngu nhất lớp này, ông lớp trưởng tối ngày chửi người ta. Sao bây giờ làm linh người ta? Rồi giờ ông này làm sếp là có chửi ngược lại ông lớp trưởng không? Mình đoán xem. Không thể tin được. Đúng nghiệp quật luôn á. Ủa, rồi mọi người chốt lịch qua thầy chưa? Rồi, tụi mình đã chốt ngày 20 tháng 11 sẽ qua nhà thầy họp lớp. Ok. Con nghe nè bà. Con biết rồi, nhưng mà cái chuyện đó con nói ba lần này lần nọ rồi, con đâu có làm được đâu. Dạ, cái đó ba giao anh hai đi, anh hai làm tốt mấy cái đó mà. Dạ dạ, vậy nha. Ba gọi cho anh, kêu về công ty làm à? Ừ. Em thấy việc đó cũng tốt mà, sao anh không nhận? Tốt cái gì tốt, khác chuyên ngành có làm được đâu. Sao anh không có chí tiến thủ gì hết vậy? Tiến thủ cái gì? Vấn đề là cuộc sống mình đang yên ổn, anh đâu có nhiều thời gian đâu. Anh nhìn bạn bè em đi, bây giờ nó nằm quản lý hết rồi. Nam cũng có công ty riêng. Còn anh thì sao? Mãi là nhân viên quèn à? Vấn đề của em bây giờ là tiền đúng không? Rồi cái gì? Nam đâu đây nữa? Hồi nãy tôi thấy cô nhìn người ta hơi bị nhiều rồi nha. Thích thằng Nam vậy? Đi theo nó đi. Anh coi, bạn bè em check in sang chảnh chỗ này, chỗ kia. Mặc đồ hiệu này, đồ hiệu kia. Còn mình thì có gì? Chỉ có căn nhà nhỏ thế này. Ba mua cho từ thời đại học. Biết thế em quen Nam cho rồi. Nói đi nói lại nãy giờ, vấn đề của em vẫn là tiền với Nam đúng không? Được rồi. Bây giờ thằng Nam nó có điều kiện đó.
nó giàu rồi đó. Đi mà quen nó đi. Đi đi. Alo Nam nghe. Alo Nam hả? Gặp anh Xỉu được không? Ok. Nam xin lỗi, nhưng mà Nam có chuyện muốn nói với Vân. Có chuyện gì nói nhanh lên cho tôi còn đi. Vân, Vân đồng ý làm người yêu của Nam nha. Anh đẹp trai á. Em rất tính tiền cho nó nha em. Cái gì? 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 Mày? Tao chỗ tài cho mày. Mày về đây. Chờ em. Chứng ghét thì cần mở, phát thì cần bơ, yêu không cần kế, mình dậu thôi. Xin lỗi cô nha, bao nhiêu đứa tôi cũng thèm, đừng nói chi về cô. Ê, chút nó qua gặp tao. Chút nó qua gặp tao. Nó kêu tao về đi, tắm rửa sạch sẽ đi. Nó đợi. Đợi Nam lâu chưa? Em ơi, cho anh chai bia. Có chuyện gì với Vân nó vậy? Giận Tuấn nó phải không? Thôi, Nam đừng nhắc về Tuấn nữa. Vân chán quá rồi. Tuấn không có chí tiến thủ gì hết, lúc nào cũng chỉ muốn ổn định thôi, trong khi tụi mình thì còn trẻ. Nhưng mà Nam thấy ông Định cũng tốt mà. Chứ như Nam bây giờ á, tháng thì nhiều, tháng thì ít, không có ổn định lắm. Nhưng mà có tiền thì vẫn tốt hơn chứ. Ba Tuấn bàn giao lại công việc, nhưng mà Tuấn thì lại không nhận. Chắc là Tuấn muốn tốt cho Vân thôi. Tốt à? Tốt gì cho Vân chứ? Thì bây giờ công việc của Tuấn á, có nhiều thời gian cho Vân hơn. Chứ như Nam bây giờ hả, thời gian hẹn hò còn không có nữa. Nam, Vân xin lỗi vì ngày xưa đã từ chối Nam. Không có gì đâu Vân. Cũng nhờ Vân á mà Nam mới có ngày hôm nay. Nam đã phải cố gắng, cố gắng thật nhiều. Vân đồng ý làm người yêu của Nam nha. Nam nghĩ mình là ai? Người gì đâu mà kém cỏi, đã thế còn học kém nữa. Nhà thì nằm nông. Cậu nói thử coi, nếu tôi làm người yêu cậu thì tôi được gì? Nhưng mà Nam vẫn luôn cố gắng hàng ngày mà. Sau này á, Nam hứa sẽ làm thật tốt để lo cho cuộc sống của Vân sau này. Bao lâu? 10 năm? 20 năm? Hay là đến khi tôi già rồi, tôi vẫn phải ở ngôi nhà cấp 4 của cậu?
bây giờ không có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa đâu Nam à. Vâng, Vâng cho Nam một cơ hội đi. Nam hứa sẽ chứng tỏ được mình. Đũa mốc mà đòi trời mâm son à? Xin lỗi, cậu không có cửa đâu, tránh ra cho tôi đi. Rồi Vân sẽ phải hối hận. Vân xin lỗi vì ngày xưa đã từ chối Nam. Liệu chúng mình có thể... Vân mới vừa nói gì? Liệu chúng ta có thể... Nam có điện thoại. Alo, anh nghe nè. Chút xíu nữa anh về. Xin lỗi Vân nha. Anh Nam. Em ơi cho anh cái ghế. Xin tới nhanh quá vậy. Em chỉ mới vừa gọi thoại cho anh thôi mà. Em đùa anh thôi. Chứ em thấy xe anh ở dưới. Lên đi xem coi là anh còn tỉnh không để em còn đưa anh về. Trời ơi, anh mới vừa uống có một hai chai à. Giới thiệu với Vân, đây là Mai, bạn gái của Nam. Chào Mai. Em chào chị. Mai. Thôi chắc là em không uống đâu. Để lát nữa còn tỉnh để đưa anh về ha. Vậy cũng được. Vân cũng thấy mình hơi say rồi, chắc là tụi mình về đi ha. Nhưng mà Vân mới về được không? Vân về được mà, Vân có book được taxi rồi. Hay là để tài xế của tụi em đưa chị về. Lát nữa em đèo anh về. Vậy okay. Cũng được. Thôi, tài xế chị Búc cũng đang tới rồi. Chắc là mình đi về luôn đi ha. Em ơi, tính tiền. Chắc kèm để Vân trả cho ha. Thôi, Vân cứ để nó đi, Nam tính cho. Thôi, chị cứ để anh Nam trả. Em với anh Nam về trước ha. Thì hai người về nha, taxi cũng vừa kịp đến rồi. Cảm mình về anh. To thế. Bây giờ đi học rồi hả? Ừ. Vậy mình đi chung nha. Ừ.